Kết quả vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024, tỉnh Kon Tum có 35 trên 70 thí sinh dự thi đạt giải ở 9 môn thi. 35 thí sinh dự thi đạt giải bao gồm 5 giải nhì, 12 giải ba và 18 giải khuyến khích. Trong đó, 5 giải nhì thuộc về các môn ngữ văn, địa lý, sinh học, hóa học, tiếng Anh. Đây là thành tích xuất sắc nhất từ trước đến nay của học sinh tỉnh Kon Tum khi tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, bởi không chỉ tăng về số lượng thí sinh đạt giải, chất lượng giải năm nay cũng cao nhất trong các năm. Đáng chú ý, trong số 35 thí sinh đạt giải, có 2 thí sinh lớp 10 giành giải khuyến khích môn tin học. Ngữ văn và sinh học tiếp tục là môn thế mạnh của tỉnh Kon Tum khi mỗi môn giành 7 giải. Kết quả này cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của ngành giáo dục và đào tạo, đội ngũ giáo viên, học sinh trong công tác dạy và học, qua đó khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh ngày một nâng cao.